Welcome back to my channel. It's me again. Đây là mình đây. Hôm nay trong video này mình sẽ cùng các bạn khám phá 12 tựa game nổi bật trong những ngày qua với tựa game đầu tiên. Hôm nay mình muốn cùng các bạn giải đáp cái thắc mắc này, đó chính là Strong Quest Hero Man. We start from the one. Let's go now. Okay. Let's try one. How much? Yeah. Complete. Okay. Let's talk about bay vùng lá. It's easy. Này, các bạn hãy để cho mình ngăn kéo thứ số 3310 đấy, 3310 lấy điện thoại ra cho đây. Next level. Các bạn đi ra xem xong chuyện gì sẽ xảy ra trong chiếc màn này. Yeah. Truly great and truly I am. Next level. Quick tap. Yeah. Next level. No. Okay, it's easy. Okay, các bạn, với tựa game này thì chúng ta sẽ chỉ khám phá đến level thứ 12. Còn những level tiếp theo chúng ta sẽ để xem video tiếp theo mình sẽ cùng các bạn khám phá tiếp. Để đến với tựa game thứ 3 trong game này, SuperWings. Let's go. I'm trying to get. Time to go. Hey, Jimo, where am I off today? I'm Dizzy Transform. Dizzy Transform. Pink Blend. Took my rainbow home. Cùng xem chặng đường đầu tiên này chúng ta sẽ đi ăn được bao nhiêu vàng nào. Ok, chắc có 1600m thôi. Quê nhỉ? Ok. Đây, chúng tôi được 310 vàng rồi. Bây giờ đến với đất nước Osaka nào.
No, I'm sorry. Continue. Hai thằng máy cuối cùng trong trận đầu tiên này. Là đã kiếm được 500 vàng rồi. 500 vui. Ok. We finish. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tựa game thứ tư trong video này. Có tên là Sketch City. Play now. Go now. No. Ngoài tốc độ của chiếc bàn chân này cực nhanh này các bạn đấy. Đừng nên đánh dị cái này quá lâu. Ok, các bạn ấn nút vào thả ra. Oh no. Nhưng làm sao có thể giữ được cân bằng thì càng tốt. One more time. No. Ok, I'm sorry. Chúng ta cùng chuyển sang tựa game thứ 5 trong video này. Một trên là Amazing Fishing. Let's go. À, cho nó cùng xem là cá gì cho nó vừa thu tập rồi. Tập trung Fishing. Một con cá bạc thôi các bạn. Yeah. Wow. 17.000 đô. Này các bạn, bắt những con cá vàng này cho mình. Cực kỳ nhiều vàng, nhiều tiền. Yeah. Ok. Khám tàng, đi tiếp nhau. Wow. 14.678 đô. Connect. Chào tất cả. Ok, collect hết. Chúng cùng đến với tựa game thứ 6 trong video này. Có tên là Jones Quest TV Show. Next level. And we start from level 1. Các bạn chỉ cần làm cho mình nữa. Đã đầu thật nhanh và lâu. Ok, we move on the next level. Ok,
Chắc phần hầu, các bạn giữ chiếc đồng hồ này. Ok, quay ngược trở lại thời gian để xong lại hình này. Đâu cầm lít. Thế à? Đơn giản thôi, cận giữ thật lâu ở đây. Ok, đầu cầm lít. Không sợ gì nên chỉ sợ sâu. Rồi. Oh my god. Can't believe. Both they are onion. Khá bách hồ. Mặt bàn, ok. Cho cùng dừng lại từ game này để chuyển sang tập game thứ 7 trong hôm nay. Chúng ta cho quét video games. Ok, let's start from that one. Yeah. Làm cầm lít. Next level. Kiểu chúng ta có thể thử đánh một cái an toàn nào. Ok, cho cùng chuyển sang game thứ 8 trong video hôm nay. Đó chính là SpongeBob Game Frenzy. Play now. Do you game patch available for purchase? No. Beat the Great Wambosi Challenge for more games. Rock the switch victory. Oh my god. No. It is time. To play. Beat the Great Wambosi Challenge for more games. Thank you.
beat the Great Wombozy Challenge for more games. To beat the Great Beachable. Ok, cho cô chuyển sang tới game thứ 9 trong video này, chính là Snail Box Hunter's Hamster. Oh my god. Mất mạng. Oh my god. Chúng ta vẫn chưa lấy hết được 2 ngôi sao đây à? Next level. Coming soon. No. Ok, cho cô chơi lại lần đầu tiên nhé. Chúng ta có một ngôi sao nữa các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy ở đâu không? Ok. Level complete. Ok, cho cô đến với game thứ 10 trong video này. Xin hãy ArcheryZ. Let's go. We start from level 1. Chúng ta bắt đầu từ level 1 xem nào. Next.
One, two, and three. No. Perfect. Knife complete. No. Okay. Now complete. Ok, làm complete và chúng ta cùng chuyển đến tựa game thứ 11 trong game này. Và chúng ta đang waste 2 die 3. No, it's fine. Oh my God. No. Let's try one more time. Oh my God. So difficult. Oh my God, okay, so cùng chuyển đến tựa game thứ 12 trong video hôm nay, đó là Stickman Travetro. Thì chúng ta cùng sẽ cùng nhau khám phá và giải đáp những điều vô mắc ở tựa game này. Sử dụng lắp ra.
đồ. Start. Rồi. Cho cùng sử dụng time machine. Cái máy này. Mình sẽ thử sử dụng những cuốn sắt cho bụng. No, I don't understand what is happening. Okay, mình sẽ sử dụng tiền, money. No. Thử sử dụng trang và bèo rồi. Chức tạ. Các bạn thật chú ý này. Rồi đây. Cut out here. Okay, there's a lot of that. We're free. Cùng chơi the game Snail Watch Show. Hunter Hamster. Play. Welcome back. Iceland Story. Have one. Okay. Finish and we pass this level. Okay. Đây cũng là tựa game cuối cùng trong video này mà mình muốn giới thiệu cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu bạn có những ý kiến gì về những video của mình cũng như các tựa game này, hãy cho mình biết những ý kiến đó bằng cách comment, share and subscribe cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you for watching my videos and thank you for following my channel. Please like, subscribe for me if you know my channel or not this games. Thank you so much, and see you soon. Bye bye.